Ok, xin chào toàn thể anh em và các bác nhé. Đấy thì hôm nay ngày 26 tháng 4 anh em ạ. Đấy thì hôm nay em Hưng đang đứng chờ ngoài đường để gửi cho anh em chuyến hàng vào quốc lộ 1A và quốc lộ 14 anh em nhé. Đó, thì anh em là cần tuyển chim thì liên hệ trực tiếp cho Hưng nhé. Đấy thì em sẽ tuyển theo yêu cầu của anh em nhà mình. Đó, nói chung là chim cà phê, chim thi, chim bổ vip thì anh em cứ liên hệ cho em nhé. Rồi, xin chào tất cả anh em nhé. Ok, xin chào toàn thể anh em và các bác nhá. Đấy thì hôm nay em Hưng lại tiếp tục lên clip cho anh em một chú chim hàng dân bản đây anh em nhá. Đó, anh em để xem con mình nhỏ đây. Chú chim này thì bóng bộ khủng long anh em ạ. Đấy, màu thì gọi là màu đinh hơi đổ anh em nhá. Chú chim này có lết chơi thì đúng là cánh với đuôi thì cực kỳ là mãn nhãn luôn anh em nhá. Đấy, chú chim này đặc biệt là cực kỳ nhạy ché và ché xòe anh em ạ. Đó, anh em nào bổ kết có thể alo trực tiếp cho Hưng qua số điện thoại trên màn hình anh em nhá. Đó thì nói chung là thời tiết ở miền Bắc mấy hôm nay thì thời tiết rất là nóng anh em ạ. Hôm nay lên thời điểm đến 40 độ C anh em ạ. Đấy, chim cò anh em phải để ý không bị sốc nhiệt anh em nhé. Đấy, anh em miền Bắc để ý. Đấy, vừa hôm qua em cũng bị sốc nhiệt chết mất một con. Đấy, rất là tiếc anh em ạ. Đó, nếu chung trời này anh em cứ cho đồ ăn mát đu đủ hoặc cam anh em ạ. Đó, thì chú chim này thì được 3 vụ rồi anh em nhé. Đấy, được 3 vụ rồi. Đấy, chim thì nói chung là chim đồng dân thì nói chung là chăm thì nói chung không được chăm chế độ gì đâu anh em ạ. Đó, anh em nào mà bổ kết muốn đưa về đội anh em gột rũa giàn giáo thì có thể alo cho Hưng. Em Hưng sẽ chia sẻ lại cho anh em. Cái mã số của em nó là C11. Phí giao lưu với anh em nhà mình là 3.200.000. Đó, anh em bỏ ra 3.200.000 là anh em đã sở hữu được em nó rồi. Đấy, một con hàng sạch tinh, chưa khai thác gì hết anh em nhé. Đó, nói chung là bóng bộ và lết chơi thì em nó thì anh em cũng suy nghĩ vấn đề gì rồi. Đấy, con hàng này thì quá là tiềm năng rồi. Còn nó thật sự anh em là con chim này có về em có test dàn thử rồi. Đó, và đã chơi được hơn một tiếng anh em nhé. Chơi được hơn một tiếng ở dàn, dàn đông anh em ạ. Đó, thì giờ về anh em cứ siết lắng thêm lực mồi tươi. Đấy, cào cào anh em cho ăn nữa. Đó, thì nói chung là con chim này nó sẽ lên lửa theo tự nhiên. Đấy, anh em đừng thốc nhá. Thốc ép áp quá là con chim sẽ bị hỏng anh em ạ. Đấy, nó nhiều con thì bị xì chép, rụng lông lá này. Và nói chung rất nhiều yếu tố anh em ạ. Con thì vướng đuôi, nói chung là cắn phá lông, rất là nhiều trường hợp anh em ạ. Đấy, nói chung là anh em nuôi chim, anh em không nên thốc ác quá anh em nhé. Anh em lưu ra đề như vậy cho Hưng. Đấy thì mua bán thì anh em hình thức mua bán chuyển khoản 100%. Và bên em Hưng là không bao gồm phí cước vận chuyển anh em nhé. Đấy, anh em mua bán là phải chuyển khoản và phí cước vận chuyển anh em tự thanh toán cho nhà xe anh em nhé. Và tiếp tục sau đây em Hưng lên cho anh em một con tổ cực kỳ là vip anh em nhé. Ở trại anh em ạ, chú ổ này thì được hơn 3 tháng lồng anh em ạ, hơn 3 tháng lồng. Đấy, bóng bộ thì bóng bộ khá là đẹp anh em ạ. Đấy, màu đinh hơi đổ anh em nhé. Đấy, nói chung là chú chim này thì cứ lật như thế này cả ngày anh em ạ. Đó, nói chung là cái lết của nó thì anh em có thể thẩm như này quá là ok đúng không anh em. Với một con bổ thì đúng anh em. Nói chung là cái lết như này thì giờ rất là chuộng anh em ạ. Đấy, bây giờ anh em săn đón rất nhiều lết lật bù chụp anh em ạ. Đó, thì anh em nào bổ kết chú chim này mã số là C12, phí giao lưu với tới anh em nhìn mà mình 1.200.000. Đấy, anh em bổ kết thì alo cho Mừng, em Mừng sẽ chia sẻ lại cho anh em nhé. Đó, thì nói chung là với con bổ chất lượng như này thì anh em về anh em bổ rũa thì em nghĩ chú chim này chỉ cần lột đồng dùng xong là anh em đã một con hàng để anh bổ rũa anh em chơi rồi anh em ạ. Nói chung em để ý con này rồi lật không ngừng nghỉ anh em ạ. Đấy, lật không ngừng nghỉ luôn, chỉ cần nghe tiếng chim là gọi là máy lật luôn anh em nhé. Đó, thì anh em nào bổ kết chú chim này thì có thể alo trực tiếp cho Hưng để Hưng có thể chia sẻ cho anh em. Anh em về đội anh em gột rũa thêm anh em nhé. Đó, thì em Hưng rất cảm ơn anh em trong suốt thời gian qua luôn luôn tin tưởng của Hưng và đồng hành cùng em Hưng trong suốt thời gian qua anh em nhé. Thì anh em hãy luôn luôn yêu quý và ủng hộ Hưng trong thời gian tới anh em nhé. Thì thời lượng video của Hưng cũng khá là dài rồi, mình cũng xin một kết thúc video tại đây. Và xin chào tất cả anh em, hẹn tất cả anh em ở video sau. Chúc tất cả anh em mua bán thành công nhé.